Em xin giới thiệu, em là Lê Tâm. Em năm nay 35 tuổi. Em sẽ hát một bài hát để dành tặng người mẹ của em. Bài hát Cảm ơn mẹ. Xin mời Tâm bắt đầu. Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra từ câu hát ngọt ngào lời ru quê hương ta. Để hôm nay con về đây như nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ tỏa sáng như những vì sao trong đêm, như vầng thái dương soi tỏa bốn phương đất trời. Che chở đàn con, mẹ bằng vòng tay yêu thương vô bờ bến, mẹ bằng sự bao dung lòng nhân hậu. Cảm ơn mẹ khiến con yêu cuộc đời, khắc trong tim chúng con không thể quên. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Tôi thấy Lê Tâm có một cái miếng tang ở trên áo. Mẹ của em vừa mới qua đời 10 ngày vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi xin chia buồn cùng với Tâm và gia đình. Dạ. Dạ. Phần trình bày của Tâm tôi làm cho trái tim của tôi thật sự tôi bị xúc động rất là mạnh. Bởi vì tôi nghĩ nó không đơn giản chỉ là kỹ thuật hát mà nó còn là một cái nó đúng như cái lời Lê Tâm đã nói là Lê Tâm muốn dâng cái bài hát này lên cho mẹ của Tâm. Những cái chữ hát cuối cùng của em ấy, trong bài hát ấy, nó đã rót vào trong lòng từng người một. Mẹ ơi, mẹ ơi, thì anh nghe anh rất là xúc động. Tôi cũng khá ngạc nhiên với cái kỹ thuật mà bạn áp dụng vào trong cái bài hát vừa rồi. Nó rất là điêu luyện. Tuy nhiên thì tôi vẫn đi tìm một cái gì đó nó thực sự đặc biệt và nó thực sự làm cho tôi cảm thấy rằng nó chính là cái tiết mục mà nó có thể chỉ diễn ở trên Việt Nam Got Talent. Tôi không đồng ý. Tôi đã có một sự quyết định nhưng không phải vì cái sự chia sẻ tình cảm của tôi với bạn mà thật sự giọng hát của bạn chinh phục tôi. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Chúc mừng Lê Tâm. Hy vọng mẹ anh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được món quà này từ người con trai của mình.